Hello các anh em ơi, cửa hàng lột máy cưa xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay cửa hàng chúng em lại làm một cái video. Hôm nay bán thanh lý các mặt hàng của cửa hàng chúng em ngày hôm nay. Đấy, thì thỉnh thoảng cửa hàng chúng em cứ làm một cái video bán thanh lý cho anh em đấy. Anh em nào mà xem video ngày hôm nay anh em cảm thấy ưng con nào rồi anh em nhé, thì cứ liên hệ trực tiếp cho cửa hàng chúng em là 0354392929 để đặt hàng anh em nha. Đấy, và hôm nay cửa hàng chúng em thanh lý là một chiếc bình điện này, ba chiếc máy cưa to có, máy cưa nhỏ có nhá, và ba chiếc máy cắt cỏ để cho anh em chuyên về đập phát cước hoặc là về phát rãy nương nhiều đấy anh em. Đây toàn là hàng chất lượng thôi anh em. Giá thành thì hôm nay để cho anh em giá chỉ có từ 590k đổ lên thôi anh em ạ. Rất là vừa phải và ưu đãi cho anh em luôn. Và toàn thể hàng ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em đều bao ship cho anh em, nên là anh em cứ yên tâm nha anh em nhá. Đấy, trước khi để giới thiệu từng cây máy một thì em sẽ giới thiệu sơ qua hình thức đặt hàng của bên em. Hiện tại thì hôm nay em ghi cái ký tự lô ngày hôm nay là cái lô chữ P. Như cái này là P1 này, cái này là P2, lần lượt lên nhá, P3, P4 cho tới T7, T8 đấy. Tại sao mà em lại ghi cái mã P như thế? Để thuận tiện cho anh em đặt hàng nhá. Ví dụ là anh em ưng cái bình điện này rồi thì anh em không cần phải bảo là anh muốn mua cái bình điện đâu, thì chỉ cần anh em bảo là anh muốn mua cái P1 là gọi cho em bảo là anh muốn mua cái P1 là được, hoặc là anh muốn mua cái P2 hoặc là anh muốn mua cái P3 là ok nhá. Đây là giá thành em công khai giá luôn, anh em khỏi cần phải lăn tăn đi, em công khai trên video luôn, anh em xem video tham khảo giá thoải mái. Và bên em không bắt anh em phải cọc cạch gì trước cả, hàng tới anh em kiểm tra hàng đúng máy móc như trên video, anh em thanh toán nhận hàng hộ em đấy, và cho anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh em nhá. Như máy cắt cỏ hoặc là máy cưa thì cho anh em test nổ trước đấy, để cho anh em nhận hàng cho nó yên tâm, và em sẽ ship tận nhà cho anh em luôn. Ở đâu cửa hàng chúng em cũng đều ship được hết đấy, trong toàn lãnh thổ Việt Nam, anh em chỉ cần đọc cho em cái địa chỉ là được đấy. Rất là vừa phải và ưu đãi, không công khai giá trên video để cho anh em thoải mái luôn. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ có test nổ thoải mái nhá, có test nổ và giới thiệu chi tiết cho anh em để cho anh em đặt hàng cho nó ok, tránh tình trạng anh em này không xem kỹ, nên là anh em hãy vui lòng tua đi tới lại video, cảm thấy ưng, thật sự ưng cái mẫu nào rồi ạ thì gọi cho cả chúng em để đặt hàng anh em nhá. Đấy, đầu tiên là em thanh lý cái bình điện này này. Cái bình điện này thì em thanh lý 590.000 một cái. Bình điện này là hàng Kubota, đó, hàng liên doanh của Thái Lan nhá. Và dòng này nó sử dụng bình này là bình 20 lít luôn, chứ không phải là bình 16 lít hay là 18 lít. Đấy, và cái dòng này nó sử dụng bình ắc quy, bình ắc quy nên là nó sử dụng bằng điện, nên là rất là tiện lợi cho anh em về xịt vườn rau này, xịt thuốc sâu, thuốc cỏ, đồ linh tinh. Đấy, cái bình này nếu mà anh em sạc đầy vào, sạc đầy pin vào nhá, thì anh em xịt được tầm khoảng 15 đến 20 bình thuốc thì sẽ nó mới hết điện. Đấy, rất là phải chăng cho anh em luôn. Và dòng này bơm của nó ra rất là khỏe luôn, khỏi cần phải lo đi anh em ơi. Đây, nó thiết kế cho anh em thêm cái nắp ở đây để cho anh em phần công tác này có thể bật tắt ở đây được nhá. Và có cái volume tăng chỉnh này, to nhỏ ở đây bên cạnh này luôn. Và bên cạnh này nữa thì nó là cái lỗ cắm sạc. Đấy anh em thấy không? Nó thiết kế cái nắp ở đây để cho anh em nước nôi nó khỏi cần bắn vào đây này, nó làm hư hỏng cái phần công tác ở đây. Đấy, nó làm thiết kế rất tiện lợi cho anh em luôn. Bên trong này nhá, thì nó theo kèm cho anh em rất là nhiều đồ. Bình là 20 lít đây này anh em ơi, 12 lít, 18 lít này, 15 lít này. Thấy không? Có chia mã vạch ở đây rồi. Đó, hiện tại em còn mấy cái thôi. Anh em nào mà xem video này, anh em cảm thấy mua được thì anh em nhanh tay chốt đơn luôn nha. Đây, ống cần là ống cần đây, ống cần rút ra được nhá. Ống cần này có thể rút dài ra được. Đấy, rút dài ra được chứ không phải là nó ngắn như thế này đâu. Đây, vào bên này cục sạc đầy đủ này, bếp xịt cũng như là ấy, đầy đủ hết ở đây này. Anh em thấy không? Bình mới đét 100%, khỏi cần phải lăn tan luôn anh em. Anh em tới tay anh em sử dụng là bình mới tinh luôn, chưa có ai sử dụng đâu, nên là anh em không cần phải lo bảo là bình là có thuốc cỏ, thuốc tiết rồi về không xịt được anh em nhé. Đấy, bình mới tinh luôn. Và nó thiết kế cho anh em thêm cái công năng ở đây này, là cái này có thể tháo cái phần ắc quy ra được. Ví dụ anh em xài cái bình này, nhưng mà buổi tối đến nhà có bị mất điện, hay là anh em muốn sử dụng cái bình ắc quy này vào cái việc khác, thì anh em rút cái bình này ra được nhé anh em nhé. Đây, để em rút thử cho anh em này. Nó cũng hơi khó rút tí, nhưng mà cái bình này là anh em chỉ cần đấy là nó sẽ rút được con. Đấy, thấy không? Thấy không? Đây, rút được cái bình ắc quy ra này. Đấy, nó thiết kế rất tiện lợi luôn. Còn khi nào mà anh em mà muốn sử dụng ấy, muốn sử dụng về cái bình ắc quy này ấy, thì anh em có thể đẩy vào cái là sử dụng được không? Đấy, thấy không? Bình này nó có thể đẩy vào này. Đó. Bình này nó sản xuất này tháng 11 năm 2024 này. Bình này rất là xịn và ok nhá. Bình ắc quy của nó ấy, xịn rất là khỏe luôn. Đó, đẩy vào đây. Anh em đẩy vào đây này.
Đó, vào cái đậy nắp vào là chạy bình thường thôi anh em nhé. Đấy, cái bình ắc quy của nó đấy. Rồi, 590.000 cho một cái bình ắc quy này, à cái bình điện này luôn. Anh em nào quan tâm, và bình này 590 em bao ship cho luôn nhá. 590 em bao ship luôn, dây đeo, dây đĩa của nó thì ráp sẵn ở đây rồi. Đấy, về anh em chỉ cần ráp cần, ráp kiếc vào đây là cái dây này là hút nước là sử dụng bình thường thôi. Đó, em bao ship cho cái bình này 590.000 một cái. Anh em nào quan tâm thì bảo là anh muốn mua cái B1 giúp em nhá. B1, rồi, cái qua cái máy cưa đây. Máy cưa, qua tiếp con P2 là một chiếc máy cưa hàng to để cho anh em về phục vụ sử dụng khai thác. Giá này đang thanh lý 1.150.000. Đấy. Hàng này Lam sẽ sử dụng là 55 mắt xích. À quên, Lam dài 55 phân và sử dụng là 34 mét xích. Xích này là xích lại, xích cỡ lớn đấy anh em. Đó. Lỗ bô, bô là bô inox, lỗ bô hai cửa xả, lỗ bô to đấy nhá, thoát khí rất là tốt. Và lốc hợp kim nhôm này có hàm rồng găm gỗ đầy đủ cho anh em luôn. Hàng mới tinh 100%, mới đét luôn đấy anh em. Anh em về là đầu tiên anh em được sử dụng đấy. Sử dụng hai ốc chân Lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này, nóng 45mm. Công suất của con này là 54cc nhá, hàng K cưa xích Kamatsu K17300. Và hàng chủ của công ty nên là có tem nhôm dập ở đây này. Anh em thấy không? Chứ không phải hàng tạp nham trôi nổi trên thị trường đâu. Đây, Lam xích của nó đây anh em nhá, mã số ký hiệu đàng hoàng hết này anh em. Đó. Sản xuất theo đường dây công nghệ của Nhật Bản nên là cứ yên tâm về chất lượng của con máy này. Hôm nay cửa hàng chúng em để cho anh em là 1.150.000 em bao ship cho anh em luôn. Con này thì nó phù hợp để cho anh em về cắt hạ gốc cây hoặc là anh em về khai thác tầm trung, khai thác gia đình anh em nhé. Bởi vì máy này thì nó là hàng máy cỡ lớn rồi. Lam của nó khá là dài, lên đến 55cm cơ mà anh em, chứ không phải là máy nhỏ nhỏ đâu anh em ạ. Cân nặng của con này nó tầm khoảng 6kg. Anh em đang quan tâm máy to to đấy để về cắt tất cả các loại gỗ trong gió trong gia đình nhà mình ấy, thì con này rất là phù hợp luôn. Đó. Anh em 1.150.000 cho con P2 nhé anh em nhá. Hàng cưa xích Kamatsu K17300 này. Máy này thì quá là ok rồi. Em bảo hành 6 tháng cho anh em nên là anh em cứ yên tâm nhá. Và chính sách của bảo hành của bên em thì em sẽ bảo hành trực tiếp vào bên Zalo. Đấy. Hoặc là anh em cứ lưu số lại, thì nếu mà mua bán của bên em thì em đều có ghi lưu số lại. Đó. Qua con B3 này là một chiếc máy cưa xích hàng mini tay cụt cho anh em để về cắt cành tỉa nhánh, leo trèo trên cao, cắt tỉa cây cảnh. Đó. Hàng này cân nặng thì nó tầm khoảng 3kg thôi. Rất là nhẹ nhàng và phù hợp cho anh em. Giá bán hôm nay cửa hàng chúng em thanh lý là 1.250.000 nhá. Hàng này cũng là dòng của Kamatsu luôn. Hàng này KM2500 này. Đó, Lam con này thì nó hàng mini. Lam dài 30cm. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ. Có hệ thống thắng xích, khám xích nhá. Có thắng xích, khóa xích luôn. Đấy, le gió là le gió tự động này. Đẩy kéo cái le này lên này. Bóp cái ga cái là le tự nảy về nhá. Đấy, thấy không? Anh em nhìn hộ em này. Đó, kéo le lên này. Bóp ga tự nảy le về, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Sử dụng hai ốc chân Lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đấy, rất là chắc chắn luôn, hàng cưa xích Kamatsu, hàng mini rất là nhỏ nhẹ, khoảng 3kg cho anh em leo trèo trên cao, cắt cành tỉa nhánh. Bảo hành 6 tháng cho anh em nên là anh em cứ yên tâm về mà sử dụng. Máy mới tinh, mới đét 100% luôn anh em. Rất là ok la luôn anh em nhá. Đấy, thay vì bây giờ anh em ấy có thể mua những con máy cưa điện hoặc là anh em cầm cưa tay anh em đi cắt ấy, thì cái thứ nhất ấy, cưa điện là nó không bao giờ nó bền được. Và giá này thì em đảm bảo luôn, giá này là ngang giá cưa điện thôi. Máy cưa điện thì xài nó rất là dở luôn. Xài quá dở luôn anh em ạ. Xài cái dòng cưa xăng pha nhớt này này. Thấy không? Nổ rất là khỏe. Nổ rất là khỏe luôn. Vào dòng này anh em đặt gỗ là đứt rồi. Đặt vào gỗ là đứt. Đấy, nó con này để cho anh em cắt cành tỉa nhánh, cắt những đường kính gỗ khoảng tầm 15-20cm đổ lại, hoặc là anh em nào mà để ý cắt đường kính gỗ khoảng tầm bằng cái phích nước đổ lại đấy thì con này là phù hợp đấy anh em nhé. Bởi vì nó nhỏ nhẹ, anh em lớn tuổi cũng có thể cắt được luôn, có thể cầm được, cầm nắm một tay được luôn. Hoặc là anh em muốn cái chiếc máy to, à máy nhỏ nhỏ ấy, để cho anh em leo lên cây cao để anh em cắt cành ở những trên cành cây cao, cần một chiếc máy mà cầm một tay thôi thì con này là rất là phù hợp. Giá thành thì vừa phải, 1.250 em lại còn bao ship cho anh em nữa. Đấy, bảo hành 6 tháng nên là anh em cứ yên tâm nhá. Máy mới tinh 100%. Rồi, đấy là con P3.
Và đây là con máy cưa P4 này. Con này thì nó là hàng máy to để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác. Hàng này là hàng Nakata. Hàng này thì nó là hàng xịn hơn nha anh em nhá. Xịn hơn con P2 một tí xíu. Đấy, nên là giá thành thì nó có cao hơn. Nếu mà anh em về sử dụng với cái tần suất nhiều thì anh em nên lấy cái con này. Bởi vì con này thì nó đắt hơn một tí xíu đấy, nhưng mà chất lượng của nó thì sẽ đi đôi với giá tiền anh em nhá. Đấy, 1,5 triệu rất là phù hợp luôn. Giá này thì nói chung là cũng không phải cao đúng không anh em. Lam sẽ dài 55cm cho anh em, lỗ bô là lỗ bô 3 cửa xả luôn nha, chứ không phải lỗ bô 2 cửa xả như con P2. Con P2 nó lỗ bô nó chỉ có 2 cửa xả thôi, con này lên đến 3 cửa xả luôn. Nên là nó thoát khí rất là tốt và rất là khỏe luôn. Có sử dụng lốc và kim nhôm đầy đủ cho anh em này. Có hàm rồng găm gỗ này. Đặc biệt tích hợp chụp giật trợ lực luôn. Chụp giật trợ lực, chụp giật này thì quá xịn rồi anh em. Cái máy nó hỏng chắc gì cái chụp giật đã hư được. Đấy, cái chụp giật trợ lực này thì nó rất là bền nha anh em nhé. Bên dưới này là đổ xăng pha nhớt này, bên trên là đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Đấy, công dụng của nó thì con này thì để cho anh em cắt lên đường kính gỗ khoảng tầm 3-40cm đổ lại, hoặc là anh em về khai thác tầm trung, khai thác gia đình. 1,5 triệu cho con máy P4 này đây. Đó, nòng 45mm, công suất cũng là 54cc. Xích là xích lớn, xích 34 mắt nha anh em nhé. Xích là xài xích lớn luôn, xích này bán trên thị trường rất là nhiều, không cần phải lan tan và lo lắng luôn. Sử dụng háo chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. Hàng Nakata. Đấy, đây là anh em cứ yên tâm đi. Con này thì nói chung là để cho anh em về sử dụng với cái tần suất nhiều thì anh em có thể tham khảo qua cái con này. P4 giá 1,5 triệu anh em nào quan tâm về cái con máy to này để cho anh em về cắt hạ khai thác, cắt hạ gốc cây thì có thể tham khảo qua cái mẫu này. Mẫu này thì nó để cho anh em về sử dụng với tần suất nhiều thì anh em tham khảo qua thử cái con này nhá. Còn nếu mà anh em nào mà xài ít ấy, nói chung có khi mà cả tháng 2 tháng ấy mới sử dụng một lần ấy, thì có thể tham khảo con P2 và con P4. Đó. Rồi, và bây giờ là qua con P5, P6, P7 này. Đây là ba cái mẫu cắt cỏ nha anh em nhá. Hôm nay em đánh thanh lý cho anh em luôn. Bên em hôm nay lên video là có cả máy cưa, có cả máy cắt cỏ để cho anh em tham khảo. Đấy, anh em là muốn mua cái máy cắt cỏ ấy thì có thể tham khảo qua cái lô này. Đây, máy cắt cỏ này, mẫu này thì nó rất là phù hợp cho anh em này. Chỉ có 1,5 triệu thôi. Con này là nòng 36 ly nhá. Nòng con này là 36 ly, hàng P5. P5 cửa hàng chúng em đang bán 1,5 triệu, bên em bao ship luôn, máy mới tinh 100%. Còn cả bọc ni lông này nên là cứ yên tâm nhá. Ni lông bọc còn nguyên, máy mới tinh 100% luôn anh em ạ. Đó. Côn là sử dụng côn lớn rồi, hàng Fukiwa FVK330. Em ghi rõ ở đây rồi nhá, nòng con này là 36 ly. Con này thì về vừa phát dao được, vừa phát cước được rồi. Phát dao được và vừa phát cước được luôn anh em nhá, chứ không phát cước được đâu. Con này là hàng bỏ nòng 36 ly là cũng thuộc dạng là hàng tầm trung rồi đấy, chứ không phải là hàng máy nhỏ đâu anh em. Máy nhỏ là những con máy nòng 32 ly, nòng 34 ly, còn con này lên đến nòng 36 ly là cũng khỏe rồi, phát cước được rồi anh em nhá. Đấy, anh em nào mà không đeo được con máy to, máy nặng, những con máy nòng 40-41 ly, 44 ly, những con máy hàng lớn ấy, thì cái con này thì nó phù hợp. Đấy, con này thì nó nhỏ nhẹ, cân nặng tầm khoảng 5,5 kg thôi. Phụ nữ người ta cũng thể đeo được luôn. Đấy, phụ nữ cũng thể đeo được luôn nhá. Bởi vì nó rất là nhẹ nhàng luôn, nặng 5,5 kg thôi. Sử dụng tum côn này, anh em thì làm thiết kế rất là chắc chắn. Tum côn là sử dụng tum côn rời, tum côn rời luôn. Sau cái này anh em, ví dụ anh em không muốn cắt cỏ nữa, anh em muốn tháo cái cục máy ra để chế cháo qua máy bơm nước này, hay là máy xịt thuốc này, máy phát điện đủ linh tinh, thì lấy cái cục máy này ra đều có thể tận dụng được. Đấy, bởi vì nó thiết kế cho anh em tung côn là tung côn rời này. Và cùm cần này, anh em nhìn làm cùm cần nó rất là chắc chắn luôn, khỏi cần phải lo đúng không anh em. Có cái cao su giảm sóc ở đây luôn. Tay ga là tay ga bộ rồi. Đấy, tay ga này thì rất là bền nha anh em nhá. Hôm nay cả hàng chúng em cái con mini như thế này, anh em để cho anh em làm 1,5 củ cho con này thôi. Hàng Fukiwa FVK330 này, và đảm bảo luôn, dòng này tiết kiệm xăng vô cùng luôn, bởi vì nó lên cho anh em cái chế xịn rồi. Chế này bao xịn luôn anh em nhá, không có phải là chế tạp nham đâu. Một ngày con này ăn hết tầm khoảng 2 lít xăng trên một ngày thôi. Anh em phát tẹt ga luôn. Đấy. Mới tinh 100%, bảo hành 6 tháng, lỗi một đổi một trong một tuần cho riêng cái con máy này. Anh em cứ yên tâm về mà sử dụng. 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Đó, chế là sử dụng chế xịn rồi nên là cứ yên tâm về mà sử dụng. Anh em là đang muốn mua cái máy cắt cỏ mà tham khảo ấy thì nên lấy những con máy mới như này. Bởi vì đến nữa sửa chữa nó cũng rất là dễ dàng, linh kiện mua bán nó cũng rất là dễ, không như những con máy cũ. Đấy. Và dòng này bây giờ thiết kế bây giờ nó tiết kiệm xăng vô cùng luôn, khỏi cần phải lo hao xăng nhá.
Rồi, anh em lấy con P5 này, đặc biệt em sẽ tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ này, một ổ vắt cước này, một chắn cỏ này, một dây đeo, một bộ đồ nghề. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo nếu mà anh em lấy con P5. Em sẽ nổ cho anh em nghe qua tiếng máy này. P5 này thì nó để phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình, hoặc là anh em nào mà không đeo được máy to, hoặc là anh em mua về cho phụ nữ người ta đeo để cho người ta đi phát thuê, phát mướn hoặc là đi phát cỏ gia đình nhé, thì làm con này cho nó nhẹ nhàng cho anh em nhé. Đấy, và đây qua con P6 là một chiếc máy cắt cỏ hàng công suất cỡ lớn để cho anh em chuyên về đập phát cước, phát thuê, phát mướn này, phát khóa này anh em nhé. Con này là nòng của nó là 40mm, con P6 nhé, em đang bán giá là 1.950.000. 1.950.000, hàng Huqama 541. Anh em lưu ý của em này, nòng 40mm, hàng Huqama 541. Dòng này công suất là 41cc, nòng của nó trái bít tông là 40mm, có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em chế là chế xịt. Tiết kiệm xăng vô cùng luôn, một ngày em hết tầm khoảng 2,5 lít xăng thôi. Đấy, và con này là hàng máy to, hàng máy lớn, nên là cân nặng của con này nó tầm khoảng 7,5 kg. Đấy, tầm khoảng 7,5 kg. Và hàng này để cho anh em chuyên về phát thuê, phát mướn, phát khoán, rẫy nương nhiều thì anh em có thể tham khảo qua mẫu này. Lạ đặc biệt này, con này thì nó là hàng quá là chất lượng luôn, nên là đã lên cho anh em cái tay ga cải tiến của Nhật rồi. Tay ga này thì bóp cả ngày không biết mỏi tay rồi anh em nhá. Dòng này thì nó lấy ý tưởng thiết kế giống như kiểu là Humana của Thụy Điển thôi, nhưng mà hàng này thì nó là hàng liên doanh nhá anh em nhá. Đấy, chất lượng thì vẫn đảm bảo tuyệt đối cho anh em, không cần phải lăn tăn luôn. Đó, em bảo hành 6 tháng cho anh em về sử dụng. Với cái giá này anh em, nếu mà anh em đi phát khoán, em nghĩ là chỉ tầm khoảng mấy ngày là lấy được vốn rồi, đúng không ạ? Đấy, tung côn cũng là tung côn rời nhá, hàng côn to, tung côn rời đến nữa ấy, không có sử dụng phát cỏ nữa, có thể tháo cái cục máy này ra để chế cháo qua việc khác được. Đấy, cái phần cần này nó là 4 con ốc này, có thể tháo rời ra được nhá, tung côn rời luôn chứ không phải tung côn liền. Ống cần là ống cần rất là dày, ống cần dày 2mm luôn. Đầu bò là đầu bò chống cuốn cỏ rồi, đầu bò chống cuốn cỏ rất là dày dặn và to bản luôn anh em. Tay ga là tay ga cải tiến này, lên cho anh em chế xịn rồi, nên là tiết kiệm xăng vô cùng luôn. Em sẽ nổ cho anh em nghe qua con này này. Và đặc biệt anh em lấy con P6 này, em sẽ tặng kèm cho anh em này là một lưỡi cắt cỏ này, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo nếu mà anh em lấy con P6 nhá. Nghe tiếng máy nổ đã ngon lành cho anh em. Đấy, nòng 40mm, 1.950.000. Đó, rồi cuối cùng trong lô ngày hôm nay là con P7. P7 là một chiếc máy cắt cỏ nòng 41mm anh em ạ. Con này là nòng 41mm, nòng 41mm nhá, em đang ghi rõ ở đây rồi. Hàng này em đang bán là 2.050.000, em bao ship cho anh em luôn. Và dòng này này, hàng máy này là G543. 543 nhá anh em nhá. Hàng này nó là dòng Huqama 543. 543 anh em, có tích hợp chụp giật trợ lực, nòng của nó đường kính trái bít tông là 41mm. Công suất của con này nó là 43cc, cũng để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước rãnh nương nhiều, chuyên về phát thuê, phát mướn, phát khoán. Đấy, đặc biệt đã lên cho anh em chế là chế xịn rồi, chế này là chế GoPro chế xịn, để cho anh em chuyên về để đó, sử dụng ốc là ốc chỉnh kim đầy đủ rồi, 2 kim chụp ra trợ lực đó. Hàng 2.050.000 nhá. Hàng này công suất rất là khỏe để cho anh em về chuyên phát thuê, phát mướn, phát khoán anh em. Và con này cũng là sử dụng tung côn là tung côn rời này, tung côn là tung côn rời, sau này anh em có thể chế cháo qua được nhiều việc khác, lấy cái cục máy này để chế cháo qua nhiều việc khác được. Tay ga là tay ga cải tiến của Nhật rồi anh em, bóp rất là nhẹ nhàng luôn, bóp cả ngày không biết mỏi tay. Ống cần là ống cần dày 20mm, đầu bò là đầu bò chống cuốn dây cước. Đấy, nên là cứ yên tâm về mà sử dụng anh em nhé. Đó, dòng này nếu mà anh em ấy ạ, dòng này tiết kiệm xăng vô cùng, một ngày ăn hết tầm khoảng, em nghĩ tầm khoảng 3 lít xăng là cùng thôi. 3 lít xăng về chuyên để phát cước đấy ạ, tầm khoảng 3 lít xăng là cùng thôi anh em nhé. Đấy,
2.050.000 cho con nòng 41mm. Rồi em sẽ nổ thử cho anh em nghe qua tiếng máy này. Anh em là quan tâm. Con này anh em lấy sẽ tăng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ, một ổ phát cước, một chấn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề, 5 món phụ kiện sẽ kèm theo và hoàn toàn bao ship cho anh em. Em bảo hành 6 tháng cho riêng cái con máy P7 này đây anh em. Rồi, và vừa rồi em đã giới thiệu chi tiết cho anh em tổng cộng là 7 cái mã máy. Anh em mà ưng cái mã nào thì liên hệ trực tiếp cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng anh em nhé. Vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.